Đây. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Khải nha. Và Khải sẽ soi đồ cho anh em xem. Đây là một gì mà bữa giờ đánh hơi lạ lạ mà lên top tông kim đúng không? Khải xem. Đây là ạc bà tăng anh em à. Đây là ạc bà tăng. Đó, nhìn vào là Khải biết ngay tại vì giá chiên này Khải bán mà. Đây là ạc bà tăng đổi tên lại anh em. Chắc là bà tăng bán được ạc rồi. Bà tăng bán được ạc rồi, vào Thiên Sơn này. Ạc này bên Thiên Sơn anh em. Ạc này bà tăng là mắt và là một tật mắt tại thị kinh và full bánh trái, nói chung là full tôn tộc. Đó. Dây chuyền này của Khải bán này, cái đao này nhìn là vào đao này đao của bà tăng này, không không có chạy sót đâu được. Nón. Rồi đồ bà tăng luôn. 45 chậm, hiện tại đang có 125 chậm này. Đó là sẽ đồ bà tăng này, nói chung là ạc của bà tăng luôn ấy. Bà tăng đổi tên nhân vật thôi anh em ơi. Đó. Đồ tây. Đó. Một cao thủ mới nổi nè, ạc này mới mua lại ấy. Khải nghĩ là bà tăng nghỉ game rồi, bà tăng server này nghỉ rồi. Bà tăng server này nghỉ rồi. Đó. Ok, đó, anh em muốn xem thì Khải soi cho anh em xem rồi đấy. Nói chung là sẽ đồ của bà tăng anh em ơi, không có gì khác cả. Ý thì sẽ đồ ba tầng và ạc này là người ta mua rồi đợi tới nhân vật lại thôi. Rồi anh em xem thì đừng quên cho ông ấy một like và chia sẻ cũng như ủng hộ kênh Khải nha em ơi. Anh em thích và anh em thích xem sau đồ của cao thủ nào nữa thì cứ thường xuyên xem livestream thì cứ comment lên kênh. Khải sẽ soi anh em xem tiếp. Đó. Nói chung là sẽ đồ ba tầng như lúc nãy Khải vừa soi thì 80 chón từ nhẫn trên và giày trên. Đó, nhẫn 40 dòng 1 và giày 40 dòng 1, sẽ đồ này cực kỳ nó vip luôn nha anh em ơi. Một cái đao tóc 30, sát thương 38 dòng 1, quá chất rồi. Chỉ cần mang áo thổ là kết rồi, nên là mua cho chuyện kháng cả 17 hơn họ là kết luôn, là không cần kết dòng 2, lãi kháng cao. Và đang có cái nón 45 chậm và 100 hơn sinh lực. Nói chung là sát đồ của bà tăng sinh lực khá là cao. Không lôn thì cực kỳ ok rồi. Chắc ông nói ông nghỉ game rồi, nên là đổi tên thành là né anh ra gì đó. Đúng rồi, né anh ra cầm 69 đó. Một sẽ đồ con lùng đao chứ không có gì khác cả. Anh em xem đừng quên bỏ một like và chia sẻ nha. Anh em thích soi ai thì cứ comment, rồi khi nào Khải soi tiếp.